chào quý vị. Mời quý vị theo dõi của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số nội dung chính trong chương trình tối nay ngày 24 tháng 6. Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 11 khóa 11. Phần tin trong nước, hôm nay Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật kiểm toán nhà nước sửa đổi và thảo luận về dự án luật an toàn thông tin. Tin thế giới, cuộc họp cấp ngoại trưởng Bộ tứ Normandy đưa ra thông cáo chung về tình hình Ukraine. Mô hình tổ chức chính quyền địa phương, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12 là ba nội dung cơ bản trong nghị quyết hội nghị Trung ương 11 khóa 11 được tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị quán triệt vào sáng nay. Đến dự hội nghị có Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nam Diệp. Theo đó, công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12 phải đáp ứng 4 yêu cầu, đó là phải thực sự là một tập thể vững mạnh, đoàn kết thống nhất chặt chẽ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn cấp ủy viên, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, chú ý tăng thêm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục. Việc giới thiệu nhân sự nói chung phải trên cơ sở quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, nhiệm kỳ 2016-2021. Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, Ban chấp hành Trung ương Đảng tán thành với tờ trình của Bộ Chính trị. Theo đó, tất cả các đơn vị hành chính quy định tại khoản 1, điều 110, Hiến pháp năm 2013 đều tổ chức cấp chính quyền địa phương, gồm có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Riêng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành được xem là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trung ương yêu cầu cần lưu ý xác định rõ những tiêu chí, điều kiện tiền đề để trở thành một cảng trung chuyển hàng không quốc tế trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các sân bay trung chuyển quốc tế trong khu vực Đông Nam Á. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nam Diệp nhấn mạnh, các nội dung nghị quyết hội nghị Trung ương 11 khóa 11 là những vấn đề lớn có ý nghĩa hết sức quan trọng liên quan đến sự phát triển đất nước trước mắt cũng như lâu dài. Do đó, các cấp ủy khẩn trương chỉ đạo đôn đốc việc triển khai quán triệt một cách có hiệu quả. Xem đây là một trong những hoạt động góp phần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong tỉnh. Trong hai ngày 23-24 tháng 6 năm 2015, Hội đồng Nhân dân huyện Cần Đức khóa 10 tổ chức kỳ họp lần thứ 16, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2015, đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra trong năm 2015. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đặng Văn Sướng tham dự hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2015, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, nhưng huyện Cần Đức đã nỗ lực thực hiện khá tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng, sản lượng lúa đạt trên 55.000 tấn, đạt 58,66% kế hoạch năm. Giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước tính trên 3.500 tỷ đồng. Huyện đã thu hút 6 cơ sở đầu tư, nâng tổng số cơ sở sản xuất trên địa bàn là 111 cơ sở, giải quyết tốt việc làm cho người lao động. Thương mại dịch vụ tăng trưởng khá, lĩnh vực văn hóa xã hội cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. An ninh chính trị ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã có nhiều ý kiến chất vấn lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Nông nghiệp và Điện lực Cần Đức, các vấn đề về mua bảo hiểm toàn dân, các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, vấn đề phát triển mạng lưới điện. Kỳ họp đã thông qua nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2014, nghị quyết về những nhiệm vụ giải pháp tập trung phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015. Ngày 24 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã tổ chức phát động thi đua cao điểm 70 ngày đêm hành động kiểu mẫu, chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Long An lần thứ 11, chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9 và 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Long An 22 tháng 8 năm 1945, 22 tháng 8 năm 2015. Với nội dung thi đua cao điểm thực hiện một chuyên cần ba mẫu mực, đại diện các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua thực hiện các nội dung chuyên cần huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, công tác tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chủ động sẵn sàng chiến đấu, bổ sung các kế hoạch, hoàn thiện các phương án tác chiến, duy trì nghiêm các chế độ trực theo quy định. 100% cán bộ chiến sĩ có ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Mẫu mực về rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng,
phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, mẫu mực về xây dựng chính quy, giữ nghiêm kỷ luật pháp luật, 100% cơ quan đơn vị không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật, vi phạm an toàn giao thông, 100% cơ quan đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt, mẫu mực đoàn kết nội bộ, đoàn kết các lực lượng, đoàn kết quân dân, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ. Thời gian đợt thi đua từ ngày 25 tháng 6 năm 2015 đến ngày 2 tháng 9 năm 2015. Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã khen thưởng cho 17 tập thể và 24 cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua cao điểm, thần tốc quyết thắng, kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn. Quyền Bến Lức tổ chức meeting ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Bến Lức có 285 người nghiện ma túy. Đáng lo ngại là hiện nay, ma túy đã xâm nhập vào học đường. Tuổi đời các con nghiện ngày càng trẻ hóa. Trong những năm qua, ngành chức năng huyện đã có nhiều nỗ lực trong việc đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, tình hình sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Huyện Đồng Mộc Hóa phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Công an huyện Mộc Hóa tổ chức lễ ra quân tháng hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2015 để ngăn chặn tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là phòng ngừa nguy cơ len lỏi vào trường học. Huyện Mộc Hóa đã thành lập câu lạc bộ tuyên truyền những tác hại của tệ nạn ma túy đến đoàn viên thanh niên. Phối hợp thực hiện lồng ghép phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới với công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Sau lễ phát động, các lực lượng đã tổ chức meeting diễu hành tại các trục đường giao thông chính trên địa bàn xã Bình Phong Thành. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công an huyện Cần Đức đã phát hiện 10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 2 đối tượng đưa đi trung tâm cai nghiện bắt buộc, xử phạt 14 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 9 triệu đồng. Tuy nhiên, tình hình người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp đang có chiều hướng gia tăng. Huyện Cần Đức hiện có 189 đối tượng sử dụng ma túy, tăng 10 đối tượng so với năm 2014. Trong đó, đang chấp hành tại trung tâm cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng là 23 đối tượng, quản lý 166 đối tượng ngoài xã hội. Để người nghiện ma túy tiếp cận với chương trình điều trị bằng methadone, Trung tâm Y tế huyện Cần Đức và các ban ngành đoàn thể huyện tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa và hiệu quả của điều trị bằng methadone, tư vấn khám lâm sàng, chẩn đoán và hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị. Qua đó đã hướng dẫn cho 11 đối tượng nghiện ma túy tham gia chương trình điều trị cai nghiện bằng thuốc methadone. Thưa quý vị, thời gian qua, người dân các xã Dung Hạ, huyện Cần Đức rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, nhất là trong mùa khô. Để đáp ứng nhu cầu thiết yếu, nhiều gia đình phải chấp nhận đổi nước với giá cao. Có thời điểm, mỗi mét khối nước sạch có giá từ 70 đến 120 ngàn đồng, do đó không phải ai cũng đổi được và không phải lúc nào cũng có nước sạch để đổi. Thông cảm trước tình cảnh này, ngoài việc cho người dân đến lấy nước miễn phí tại nhà mình, anh Phan Trọng Toàn, chủ cửa hàng xăng dầu Tân Vạn An, ấp 3, xã Tân Trạch, huyện Cần Đức, còn tình nguyện chở nước miễn phí đến tận nhà, cứu khát cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Thanh Thủy, Minh Hồng. Thiếu nước rất kỳ trầm trọng, mà trên đây nhờ trên ngã tư này là chú Toàn đây là cho nước nên là dân mới đỡ được. Nguyên cái khu này là không có ai có nước hết, nhà tôi hết hồ nữa, khổ lắm, nên cũng nhờ hôm nay chú Toàn đỡ giùm cũng mừng lắm. Ở đây là khổ nhất về nước, trầm trọng là nay mấy năm nhưng mà năm nay là trầm trọng nhất nữa. Rồi nhờ xe của cậu Toàn mấy tháng nay là cổ đem nước cổ cho đó, nhưng mà cứu ngặt chứ đâu có cứu nghèo nữa. Đó là những nhận xét chân tình của người dân về anh Phan Trọng Toàn, người tình nguyện chở nước cứu khát cho hàng trăm hộ dân ở hai ấp 4A, 4B, xã Tân Trạch, huyện Cần Đức. Hơn 4 tháng qua, bà con nơi đây đã dần quen với hình ảnh người công an viên phụ trách ấp với chiếc xe ba gác chứa đầy những can nước sạch, di chuyển hàng km trên các đường làng ngõ xóm để cung cấp nước miễn phí cho người dân. Mới đầu thì có 1-2 điểm à. Thì mình vô cách 2 ngày mình vô khoảng 1 xe, sau lên 2 xe,
Vậy khi bà con mấy cái điểm nào thiếu nước á, hoặc có bữa có khi chạy về xe không về ngang, bà con đón biết về đường đó thì bà con đón lại chặn đường lại xin nước, nhưng giúp cho bà con xin là giúp cho cái xóm thêm nước rồi đó mà. Lúc cao điểm là lên 13 điểm, thì có chỗ hộ đông thì mình cho 2 xe, còn cái những xóm làm ít thì mình cho 1 xe rồi đó. Cứ 2 ngày là mình vô xe vòng rồi đó. Xây dòng rồi đó. Thì nói chung cái này mình làm một mình là chắc cũng không có nổi nữa, thì cũng nhờ anh em rồi bạn bè đó hỗ trợ thêm. Thưa quý vị, vào giữa trời mùa khô nắng gắt như thế này, khi mà chứng kiến được tận mắt cảnh anh Toàn chở từng xô nước đến cho bà con thì mới thấy được cái tình cảm quý mến của bà con đối với anh Toàn. Hàng ngày thì anh đã phải tốn hàng trăm ngàn đồng cho tiền xăng chuyên chở cũng như là thời gian và công sức để có được những xe nước mát lành đến với bà con như thế này. Trong đợt cao điểm mùa khô và nắng nóng kéo dài như hiện nay, người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn khi hàng ngày phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Dù có được những can nước quý báu từ anh Toàn, nhưng hết thảy họ đều cố gắng sử dụng tiết kiệm nhất có thể. Chẳng hạn, nước sau khi cho gạo được dùng để rửa chén, rửa rau, thịt cá. Thậm chí, nước sau khi tắm, bà con còn dùng thao hứng lại để giặt giũ, lau nhà. Anh Toàn thì cũng là cái người cán bộ của xã, về cũng là công tác mà hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở địa phương. Thì bên cạnh đó thì chiều thì anh Toàn có thấy cái số hoàn cảnh của bà con có khó khăn về nước, thì anh Toàn cũng suy nghĩ ra là sử dụng xe, sử dụng các bồn để trang trải lên xe để chở nước vào cung cấp cho bà con, thì xem tấm gương của anh Toàn để có thể nhân rộng và điển hình cho toàn xã hội. Là chủ cửa hàng xăng dầu Tân Dạng An và cũng là công an viên ở ấp, mặc dù bận bịu với công việc, anh Phan Trọng Toàn vẫn đều đặn chở nước miễn phí đến tận nhà cho người dân. Đây thật sự là hành động rất đáng quý, nhất là trong đợt khan hiếm nước như mùa khô năm nay. Và đến khi nào nước sạch chưa thể tới được với bà con, thì khi ấy, những xe nước mát của anh Toàn vẫn luôn được người dân nơi đây trông đợi. Mời quý vị theo dõi phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An hôm nay cho biết, lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện 367 trường hợp vi phạm, phạt vi phạm hành chính hơn 350 triệu đồng, tước 39 giấy phép lái xe. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, sáng 24 tháng 6, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua dự thảo luật kiểm toán nhà nước sửa đổi và thảo luận về dự án luật an toàn thông tin. Với 87,85% đại biểu Quốc hội tán thành, dự thảo luật kiểm toán nhà nước sửa đổi gồm 9 chương 73 điều đã được Quốc hội biểu quyết thông qua. Luật này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của kiểm toán nhà nước, nhiệm vụ quyền hạn của tổng kiểm toán nhà nước, nhiệm vụ quyền hạn của kiểm toán viên nhà nước, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đối với hoạt động kiểm toán nhà nước. Luật áp dụng đối với kiểm toán nhà nước, cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán nhà nước. Tại phiên làm việc sáng nay, Quốc hội dành phần lớn thời gian thảo luận về dự án luật an toàn thông tin. Tuy nhiên, nội dung về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật điều 1 được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến. Phạm vi điều chỉnh tại điều 1 của dự thảo luật chỉ tập trung quy định về đảm bảo an toàn thông tin trên mạng, không điều chỉnh về nội dung thông tin, mà chỉ tập trung về các vấn đề kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho quá trình truyền tải thông tin mà thôi. Tôi tán thành phạm vi điều chỉnh này, vì hiện nay hầu hết các vi phạm về an toàn thông tin, sự cố về an toàn thông tin chủ yếu xảy ra trên mạng, bao gồm mạng viễn thông, Internet và mạng máy tính. Do đó, tôi thống nhất với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đề nghị đổi tên của luật an toàn thông tin thành luật an toàn thông tin trên mạng. Tôi thống nhất với nhiều ý kiến thẩm tra của Ủy ban Khoa học Công nghệ về dự án luật và báo cáo giải trình một số nội dung góp ý của các đại biểu Quốc hội qua thảo luận tổ chiều ngày 13 tháng 6 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tôi xin có thêm một số ý kiến như sau. Một là về phạm vi điều chỉnh điều 1 và tên gọi của dự án luật.
Phạm vi điều chỉnh của dự án luật có tính bao quát từ loại hình thông tin, trao đổi thông tin, quản lý thông tin, kỹ thuật an toàn thông tin, kinh doanh liên quan đến an toàn thông tin, nhưng tự trung vẫn là thông tin dạng số hay thông tin dạng điện tử qua mạng. Chính vì thế, Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường đề xuất đổi tên thành luật an toàn thông tin mạng là hoàn toàn có cơ sở và tôi thống nhất với đề xuất này. Tuy nhiên, theo giải thích thuật ngữ mạng ở điều 3 thì không bao quát hết phạm vi điều chỉnh của luật. Theo đó, mạng chỉ là mạng viễn thông, mạng Internet và mạng máy tính. Nên khi gọi là luật an toàn thông tin mạng không sát với phạm vi điều chỉnh, tôi đề xuất là cần phải điều chỉnh lại giải thích thuật ngữ mạng trong dự án luật cho bao quát hơn và phù hợp hơn. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa an toàn thông tin với an ninh thông tin, bổ sung một số nội dung liên quan giữa bảo đảm an toàn thông tin, phục vụ phát triển kinh tế xã hội với an ninh thông tin trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng, theo tinh thần của nghị quyết IPU 132 về chiến tranh mạng. Về chủ quyền quốc gia, về không gian mạng, nhiều ý kiến tán thành không quy định chủ quyền quốc gia về không gian mạng trong dự thảo luật. Đánh giá bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng là một nội dung cơ bản, quan trọng trong dự thảo luật. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng quy định trong dự thảo luật có dung lượng và nội hàm còn nhiều hạn chế. Do vậy, chưa thể hiện được một cách toàn diện trách nhiệm của tất cả các bên liên quan trong việc bảo vệ, bảo đảm an toàn đối với từng loại thông tin này. Chiều nay, Quốc hội thảo luận về dự án luật khí tượng thủy văn, nghe tờ trình về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao và họp tại đoàn để thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Ngày 23 tháng 6, mưa to kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh đã làm tốc mái hàng chục căn nhà của người dân trên địa bàn xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Theo thống kê ban đầu của ngành chức năng địa phương, hiện đã có 14 căn nhà bị ảnh hưởng với ước tính thiệt hại trên 70 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Bên cạnh đó, lốc xoáy cũng làm ảnh hưởng đến hai phòng học tại trường tiểu học Long Tân 3, thuộc xã Long Tân, thị xã Ngã Năm. Ngay sau sự việc xảy ra, ngành chức năng thị xã Ngã Năm đã nhanh chóng xuống hiện trường, huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ để cùng bà con khắc phục nhà cửa, đồng thời đề nghị các cấp ngành huyện xem xét hỗ trợ các hộ gia đình sớm khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống. Qua vụ việc này, bà con nhân dân trên địa bàn Ngã Năm nói riêng và người dân trong tỉnh nói chung cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa, nhất là chằng chéo sửa chữa kiên cố lại nhà cửa cho vững chắc hơn, chủ động và thường xuyên nắm bắt các dự báo về thời tiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa bão sắp tới.